Theo Sở Y tế Phú Thọ, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận 104 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại Phú Thọ trong hơn 2 tháng qua vượt 3.000 ca. Như vậy, sau nhiều ngày số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh, những ngày gần đây số ca mắc mới lại tăng trở lại. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tiếp tục quyết liệt, tăng cường các biện pháp chống dịch, đặc biệt phải kiểm soát và nắm rõ được tất cả những người về Phú Thọ từ các địa phương đang bùng phát dịch và tất cả những ai trở về địa phương đều phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế tại khu dân cư. Hiện Phú Thọ đang triển khai tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng vừa ký ban hành văn bản về việc áp dụng biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Từ 0 giờ ngày hôm nay 31 tháng 12, các hoạt động karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, massage internet được hoạt động trở lại với 50% công suất của cơ sở. Trong khi đó, các dịch vụ như chợ đêm, quán bar, vũ trường tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người dân từ 12 tuổi trở lên khi đi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để liên hệ công tác, làm việc, các nơi công cộng phải có giấy chứng nhận tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đối với những người đến về tỉnh Lâm Đồng từ khu vực dịch cấp độ 3, cấp 4, thực hiện cách ly y tế và xét nghiệm COVID-19 theo quy định. Trong dịp cuối năm 2021, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của nhân dân Thanh Hóa sẽ tăng. Do vậy, cảng hàng không Thọ Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, siết chặt công tác kiểm soát dịch để bảo đảm an toàn cho hành khách. Cảng hàng không Thọ Xuân đang khai thác 6 chuyến khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa với khoảng 1.000 hành khách mỗi ngày. Lực lượng chức năng tại cảng được yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra các điều kiện bay, nắm bắt kịp thời tình trạng sức khỏe của hành khách khi đến cảng. Nó hiện đại hơn là nó có đăng ký trực tuyến vé hoặc vào soát vé nó cũng nhanh lẹ. Đặc biệt là cái mà phòng chống Covid ấy là nó rất an toàn. Có một số trường hợp thì họ báo ra là đã tiếp xúc F0 thì đến đây chúng tôi tách luôn riêng, sau đấy báo về CDC. CDC đã báo về các huyện và huyện cũng cử xe đón họ về cách ly theo quy định. Theo kế hoạch, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, cảng hàng không Thọ Xuân sẽ được khai thác tối đa 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày cho chặng thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa, cùng với 9 chuyến khứ hồi ở các chặng khác để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Thành phố Hồ Chí Minh xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch năm 2022. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi ngành du lịch trên địa bàn sau đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu du lịch cuối năm trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Du lịch tại chỗ đang là lựa chọn của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, không cần đi xa. Những điểm đến lần đầu được đưa vào tour để quảng bá, thu hút du khách dịp cuối năm với chương trình khuyến mại, kích cầu để thu hút người dân tham gia trải nghiệm. Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố tôi yêu, được tổ chức vào tuần cuối của tháng 12 năm 2021, không chỉ thu hút các du khách địa phương mà còn trở thành một trong những sản phẩm đặc trưng của thành phố, tạo dấu ấn độc đáo với du khách ở các tỉnh thành khác trong nước và nước ngoài sau đại dịch COVID-19. Mặc dù việc kích cầu du lịch tại chỗ trong giai đoạn này không thể bù đắp hoàn toàn lượng khách và nguồn thu như trước khi xảy ra đại dịch, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chiến lược này vừa phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh, vừa giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động. Nếu doanh nghiệp tận dụng tốt, thì đây còn là hình thức quảng bá hiệu quả, tạo đà cho sự bứt phá sau đại dịch của ngành công nghiệp không khói này. Tỉnh Điện Biên cũng đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch để các hoạt động sản xuất, du lịch, vận tải thích nghi với trạng thái bình thường mới. Mấy tháng qua, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mở cửa đón khách du lịch trở lại với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phát triển hoạt động du lịch gắn với phòng chống dịch. Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những điểm nhấn về du lịch lịch sử của tỉnh Điện Biên, đặc biệt là bức tranh panorama đã được hoàn thiện tại bảo tàng này. Đây là một trong những tác phẩm lớn nhất thế giới, vẽ về đề tài chiến tranh, tái hiện toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ từ khi mở màn đến khi quân ta toàn thắng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Hôm nay được đến Điện Biên thì được chứng kiến và được nghe về những cái điều mà lịch sử đã được ghi nhận lại thì cảm thấy là rất là xúc động. Thật sự đến thời điểm này là rất là xúc động. Để phát huy giá trị các điểm di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ trong phát triển du lịch,
ngành du lịch tỉnh Điện Biên đã và đang chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch gắn với phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi cũng luôn tuyên truyền và yêu cầu du khách phải thực hiện tốt 5K, ví dụ như là đeo khẩu trang. Chúng tôi có hệ thống lực lượng để kiểm tra thân nhiệt của du khách, ghi lại các cái thông tin của du khách và giữ khoảng cách cũng như là hạn chế cái số lượng khách trong một đoàn để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Để bảo đảm an toàn cho du khách, ngành du lịch tỉnh Điện Biên đang dần thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh. Tối qua 30 tháng 12, UBND TP HCM tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tạo lần thứ 2 năm 2021 nhằm tôn vinh các tổ chức cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Năm nay, ban tổ chức đã trao 58 giải thuộc 7 lĩnh vực, trong đó có 4 giải nhất thuộc các lĩnh vực về phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, truyền thông và văn hóa nghệ thuật, lần lượt là các công trình B-Drop, hệ sinh thái mở, khơi nguồn cho phát triển khởi nghiệp sáng tạo Make in Việt Nam, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ thành phố Hồ Chí Minh, mạng lưới thầy thuốc đồng hành hỗ trợ sàng lọc nguy cơ, tư vấn chăm sóc y tế cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại nhà. Sitre Aosho, đây là giải thưởng nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống, tiềm năng sáng tạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo của người dân thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, hiện đại. Thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược countdown chào năm mới 2022. Quyết định trên được đưa ra để bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hà Nội sẽ chỉ tổ chức một số hoạt động trực tuyến để chào đón năm mới, đồng thời vận động các tổ chức cá nhân trang trí chiếu sáng khu đô thị, mặt tiền trụ sở tòa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại. Các hoạt động chào đón năm mới 2022 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đều bị dừng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Các hoạt động và sự kiện tập trung đông người trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng sẽ bị hạn chế. Nhà hàng, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Quận Hoàn Kiếm cũng sẽ lập các chốt xử lý vi phạm trên địa bàn, dừng cấp phép các điểm trông giữ xe và phương tiện trong dịp này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đếm ngược countdown mừng năm mới vào đêm 31 tháng 12 được thành phố tổ chức tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, nhưng không có đại biểu và khán giả. Thông tin được đề cập trong công văn truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau cuộc họp về công tác tổ chức chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2022. Cụ thể, thành phố đã thống nhất chỉ tổ chức chương trình tại một điểm duy nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thời gian dự kiến từ 22 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2022. Chương trình sẽ không mời đại biểu và khán giả tham dự mà sẽ trực tiếp qua truyền hình, truyền thanh, trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội. Đây là cách tổ chức chương trình mới và lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện countdown mà không có khán giả tham gia. Thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, Tết Dương lịch năm nay có 27 chuyến bay đến Đà Nẵng. Thành phố dự kiến tổ chức một số hoạt động vui chơi giải trí dành cho người dân và du khách gắn với sự kiện chào năm mới và một số hoạt động chào mừng 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong ngày 1 tháng 1 tới, Đà Nẵng sẽ đón 27 chuyến bay đến thành phố của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Theo đó, ngành du lịch Đà Nẵng phối hợp với các hãng hàng không này để tổ chức đón khách trên chuyến bay đầu năm mới với khoảng 150-180 khách. Đây cũng là một trong các hoạt động chào đón du khách đến Đà Nẵng bằng đường hàng không nhằm tăng cường xúc tiến, thu hút khách du lịch trong năm tới. Để chuẩn bị cho hoạt động du lịch dịp này, đã có hơn 300 cơ sở lưu trú, hơn 50 đơn vị lữ hành và 9 trên 16 khu điểm du lịch tại Đà Nẵng đã hoạt động trở lại. Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại đặc biệt cũng được các đơn vị doanh nghiệp tung ra, tạo điều kiện cho người dân và du khách trải nghiệm du lịch hấp dẫn của thành phố biển Đà Nẵng. Tết Dương lịch năm nay rơi vào thứ Bảy, do đó người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tâm lý người dân còn lo ngại di chuyển. Học sinh, sinh viên của đa số các trường chưa đi học, nên lượng khách vào bến về quê có phần ảm đạm, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số bến xe khách trên địa bàn Hà Nội. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại quầy bán vé của bến xe Giáp Bát. Nếu như mọi năm, đây là thời điểm mà lượng khách vào bến để mua vé trở về quê ăn Tết Dương lịch rất là đông, thì năm nay
Như quý vị có thể thấy, đến thời điểm hiện tại thì bến xe rất là thưa thớt và vắng khách. Tết dương lịch 2022 đã cận kề, nhưng các bến xe lớn ở Hà Nội vẫn trong cảnh vắng lặng chưa từng thấy. Khách vào ra lác đác, các nhân viên quầy bán vé thảnh thơi, không có cảnh tất bật như các năm trước. Kế hoạch phục vụ hành khách đi lại trong dịp Tết dương lịch đối với cả bến xe Bát thì chúng tôi đã bố trí phù hợp đủ lao động để tổ chức quản lý vận tải cũng như là phục vụ hành khách đi lại. Nhưng mà tuy nhiên thì với lượng khách qua lại bến xe hiện tại thì lượng khách chờ ở bến chỉ đạt khoảng 15%. Nếu như mọi năm, đây là dịp để bến xe và các nhà xe hoạt động hết công suất, thì năm nay, lượng khách của các bến chỉ đạt 1 phần 10 so với những năm trước. Lượng khách sụt giảm từ 80 đến 90%. Bây giờ thường xuyên là gần như là không có khách. Sáng nay là đi là không có người nào. Còn về thì hiện tại giờ là bến không thấy. Nói chung là so với mọi năm thì năm nay thực sự là khó khăn. Mọi năm thì tầm Tết dương lịch thì hầu như là phải tăng cường thêm chuyến để mới đủ lượng khách, phục vụ lượng khách cho bà con về quê nghỉ lễ. Nhưng năm nay thì nhà xe mình chỉ có một chuyến duy nhất hoạt động nhưng mà lượng khách thì không có. Mặc dù vắng khách nhưng để bảo đảm an toàn cho người dân, các bến xe khách vẫn trang bị các biện pháp phòng chống dịch, luôn bố trí nhân viên trực tại nhiều điểm trên bến xe, thường xuyên nhắc nhở người dân ra vào bến tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đến sáng nay, thế giới lần đầu tiên ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 theo ngày với hơn 1 triệu ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên trên 286,2 triệu người, trong đó hơn 5,44 triệu người đã tử vong vì đại dịch này. Theo số liệu được thu thập dựa trên thống kê được giới chức y tế mỗi nước công bố hàng ngày, hơn 7,3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới đã được phát hiện trên khắp thế giới trong 7 ngày qua, trung bình 1.045.000 ca nhiễm COVID-19 một ngày, với sự tăng vọt số ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron. Đây là số liệu cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện vào cuối năm 2019. Trong khi đó, một số lượng lớn các ca có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng chưa được phát hiện dù nhiều nước đã đẩy mạnh công tác xét nghiệm. Một số nước châu Âu và cả Mỹ đang rút ngắn thời gian cách ly đối với những người nhiễm COVID-19 hoặc những người tiếp xúc với người nhiễm, dù số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng cao do biến thể Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị chính phủ các nước không nên giảm các hạn chế phòng dịch COVID-19, trong đó có việc giảm thời gian cách ly. Chính phủ Nam Phi hôm 30 tháng 12 tuyên bố đã qua đỉnh dịch của làn sóng COVID-19 thứ tư do biến chủng Omicron gây ra, đồng thời dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, nới lỏng một số hạn chế. Nam Phi, nước hiện ở mức thấp nhất trong 5 giai đoạn cảnh báo COVID-19, đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4 giờ sáng hôm sau. Các cuộc tụ tập sẽ được giới hạn đối với không quá 1.000 người trong nhà và không quá 2.000 người ở ngoài trời. Các cửa hàng rượu có giấy phép hoạt động sau 23 giờ có thể mở cửa trở lại. Diễn biến ở Nam Phi được cho là mang lại hy vọng cho những quốc gia đang vật lộn với biến chủng Omicron.